Mọi người có biết không, bé yêu cùng với lại hai người nữa trong cái bộ tộc nghiêm túc nha, mấy bà chia sẻ livestream cho tôi kể đi cho nghe thật sự nghiêm túc nha, chạy đi xuống dưới Cần Giờ á, bé yêu chạy đi xuống dưới Cần Giờ đó, trời ơi động trời lắm, đi bắt hồn, đi kêu hồn, có nghĩa là bắt cái hồn đó là không cho cái hồn đó ở bên cạnh con người ta. Trời ơi, làm chuyện, tao nói làm cái chuyện này thì làm sao mà mình ngóc đầu lên nổi. Nhìn cái cuộc sống của mình vất vả bây giờ, nhìn cuộc sống của mình mà không ai yêu thương, tâm mình không an, không ai chấp nhận của mình là do mình sống không á. Trời ơi, tới bây giờ mà còn đi hả bắt hồn, kêu hồn tùm lum, để chi, để cho người ta đừng có ở bên cạnh giờ con người ta. Nhưng mà mọi người biết không, đâu có được tội nguyện, đi lại hỏi người ta, người ta đuổi, người ta lấy chổi chà, người ta rượt luôn. Nhục chưa? Tưởng chuyện này không ai biết hả? Trời ơi, cái chuyện này bây giờ thật ra đừng có làm. Làm là thấy hết trơn à. Còn có cái âm mưu là đi bắt hồn về để đừng có cho phù hộ nhỏ con. Trời ơi là trời, đạo lý nào vậy trời? Đó, đến nỗi mà chết cũng không yên, nó cũng giành giật nè, giành giật linh hồn nữa chứ, chịu nổi không? Bây giờ mà còn không có cho người ta đi siêu thoát, không có cho người ta lên trên trời, không cho người ta về với Phật, bây giờ mà còn đi kiếm để đi bắt về nữa, đi bắt về để chi? Để đừng có phù hộ đứa con mà nhảy qua phù hộ cái đám này. Sợ chưa? Mà mọi người biết không, đâu có may mắn tội nguyện đi lại hỏi người ta, tưởng đâu là cái nhà đó là cái nhà làm đó, hỏi người ta nói người ta đâu có làm cái đó đâu, người ta lấy chổi chà người ta đơm. Biết sao không? Nghe đồn, nghe đồn là ở đó là có cái người cao nhân làm cái chuyện đó, thì đi lại cái nhà đó hỏi người ta là ở đây phải vậy không, bây giờ là kêu chuẩn bị vậy. Trời ơi, người ta đâu có làm mọi người, tại vì người ta không có làm, người ta xách chổi, người ta đuổi, người ta chửi quá trời luôn, đến mức độ vậy đó. Khủng khiếp không? Chấn động nha. Mà không phải lần này đâu nghe, rất là nhiều lần. Đi coi cái này, đi coi cái kia. Kiểu đi coi cái này, đi coi cái kia, coi số phận rồi ABC đúng không? Đi coi rồi. Nhưng mà người ta nói rồi là không có được. Đạo lý không được nhưng mà không có chịu tin. Mọi người biết không? Ở dưới Cần Giờ á là nghe đồn, chứ thật sự là không có đâu. Nhưng mà đi đến hỏi, hình như đi đến hỏi bị sai nhà. Sai nhà đụng vô cái nhà là cái bà fan của ông mớm. Trời ơi, cả nhà bà lấy chổi chà gượt, người ta chửi quá trời luôn. Người ta chửi mà đội 10 cái quần lên trên đầu chạy, mà xúc chứng chạy không kịp. Vậy đó mọi người, thương dữ chưa? Gia đình ruột thịt dữ chưa? Làm chuyện gì đâu không á. Một là lên trên mồ mả dậy nảy như trên, dậy quá cho dậy. Hai, bây giờ tới cái bước đó luôn. Nghe người ta đồn, nghe tưởng thiệt, trên đời này tưởng thiệt. Đi tận nơi luôn. Đúng rồi. Trời ơi, người ta chửi quá trời luôn. Người ta chửi, người ta lấy chổi, người ta rượt. Trời quê, mà đội quân luôn, xấu hổ dữ lắm, mọi người không biết đâu. Đừng có làm. Làm là người ta sẽ biết. Làm là người ta sẽ biết. Hiểu không? Đừng bao giờ làm. Làm là người ta sẽ biết. Đó. Vì tiền mà bất chấp. Vậy mà nói nhỏ em tôi vì tiền bất chấp. Nói nhỏ em tôi là có âm mưu từ trước nữa chứ. Trời ơi, con nhỏ nó khờ như cái gì mọi người. Trời ơi, âm mưu cái gì? Nếu mà nó có âm mưu là nó ở đó rồi. Nó đâu có ở đó đâu. Tới ba nó mất nó mới về. Trời ơi, tất cả những gì mà cái miệng của nó mà nói ra đó là theo lẽ nó nói giùm con em tôi không đó. Tất cả những cái lời mà nó nói ra đó, từ cái miệng của nó đó, từ cái mồm của nó đó, từ cái mồm của bé đó, chứ mẹ kêu nó nói mất công, nó nói chuyện nữa, văn hóa nữa, nói chuyện mình trên hệ thông tin văn hóa là nói mày tao. Từ cái mồm của bé đó là bé nói giùm nhỏ em của chị đó, cái câu chuyện nó phải ngược lại. Ai âm mưu từ trước, mình tự nói xong mình giả mặt chát,
Nói xong có giả vô mặt không? Nói xong chắc tối chắc lén lén giả vô mặt cái chát liền. Tại vì cái vai của bé yêu đang diễn bây giờ là cái vai là cái đó là cái sự thật của nhỏ em chú chị.